Đây là đống máy dựng này, tất cả những con máy này đều là nguyên áp hết nhá. Bóc ra thì là máy dựng này, máy này tất cả đống này đều là hàng rửa camera. Email của nó đây nhá, 5768 nhá. Email này, 5825768 nhá. Đúng email nhá. 5825768 nhá, xác minh nhá, 100% hết nhá. Đẹp chưa? Nhìn đúng chuẩn zin chưa? Đó. Nguyên áp. Bóc ra thì áp này là áp đóng lại nhá. Đây áp đóng lại nhá. Mọi người nhìn chưa? Con này nhìn thì không rõ lắm. Đây nó lệch đây này. Nó lệch này. Đó. Đây áp đóng lại đây, bên trong này. Nhìn sạch sẽ đẹp đẽ không? Nhưng camera là camera rửa này. Đây nó rửa này. Đây mình bóc một con này cho mọi người nhìn nhá. Con này đấy là mình bóc đây. Đó, nó rửa này. Đây này, nhìn thấy chưa? Nó rửa bay cả lồng này. Tất cả đây đều là hàng rửa cam hết nhá. Cái lồng vừa nó ở đây mình bay à, đây đây cái miếng nó bay ở dưới đây. Đây đây, cái miếng ở dưới tay ngón tay mình này. Nó bay cả ra. Đó. Đây. Đều là rửa cam hết. Nhìn này. Đó, rửa cam này. Mỡ nó bồi đầy ra ở cái sợi cáp này, ở cái viền của cái sợi cáp này nó sẽ gắn với này cái camera nó ở ngay viền này này. Soi kỹ một tí thì sẽ thấy đây. Đó, rửa cam này. Bố các bố còn tô mực vào để đỡ nhầm mà. Nhầm là sợ khi cắm vào nó check là không còn xanh nữa. Đây, rửa cam này. Đó, tất cả mấy con này đều là hàng rửa cam. Thế nên mình bảo đấy là hàng mà đóng lại áp đấy. Là nó phải làm cái gì thì nó mới mở, cần mở ra chứ không có tự nhiên một thằng nào đi nó mở ra để nó xem bên đâu. Không phải tự nhiên nó mở ra này nó xem bên như kiểu bọn mình nó cũng điên. Rồi. Mở ra là phải làm cái gì, cần làm cái gì thì mới mở, chứ tự nhiên nó mở ra là mới quái gì. Đây. Đó. Xong rồi đến là cần những bố cần áp gì thì nó đóng lại áp. Ví dụ đơn giản như tôi thì tôi mua hàng tôi cần áp. Nếu mà không mở xem này thì nó cứ đưa này lại cứ đớp. Thì cuối cùng đấy là hàng rửa cam này nó bán bằng giá hàng zip. Rồi là mấy bố ở trên TikTok bảo là giá Hoàng Kiên đi mua máy mới hơn. Mấy thằng ngu đấy, chấp con mẹ thì mấy thằng đấy. Đây. Nhìn đẹp không? Màn zin, men zin, pin zin nhá. Đẹp keng. Nhìn đẹp không? Nuốt nuột nuột không? Đây nhá, bóc ra đây nhá. Dưới mất thì trên còn nhá. Đây. Răng đây. Răng áp đây. Đó, dưới mất trên còn nhá. Đây, tôi dắt ra cả đống này này. Đó. Mà áp dai nhá, dai như kẹo kéo đây, nhấc cho mọi người nhìn. Dương mình nhấc hộ tao cái răng này cái. Mày kéo cái răng này cho nó dài. Đấy cái đầu đây này. Mày kéo cho kéo yếu thế. Đấy, dài chưa? Mày nói dài. Dài như rẻ rách. Đấy. Nhìn này. Đây này, cả đống này. Rồi đây mày bọc lại tao. Thế nhá.